mà công ty dành cho Vĩnh Linh đó chị. Thiệt hả cô? Vậy thì gia đình chúng tôi mừng quá. Cả hai bên, nội ngoại, suốt ngày mong ngóng từng bước đi của Vĩnh Linh đó. Thiệt là phước đức quá. Dạ, chị uống nước đi chị. Dạ. Cảm ơn cô. Anh à, bên MF vừa gọi điện thoại nói người của họ không thể tham gia được chương trình vì chưa bút vé giờ được. Bình tĩnh, anh nói sao? Ông Thái Huy đó, ông nói gọi điện thoại cho anh từ chiều giờ mà không được. Ông nói ca sĩ của ông đang tu nghiệp bên Hàn Quốc. Theo lịch đó, thì tối qua về, nhưng mà bên kia họ gặp sự cố nên người ông không về được. Giờ tính sao anh? Thì quỷ chứ sao? Thì là bực quá đi. Cậu gọi biên tập chương trình lên đây cho tôi. Dạ. Ông Minh hả? Dạ. Tôi không thể liên lạc được với ông. Người của ông chắc là báo cho ông biết rồi hả? Bên tôi kẹt vậy đó. Ông xử lý giùm, giúp tôi vụ này nha. Thiệt là xin lỗi ông vô cùng. Nếu mà cậu ấy về Việt Nam, dù bất cứ ở đâu, tôi cũng giải quyết được. Để tham gia chương trình của ông mà. Tôi xin lỗi ông vụ này nha. Rồi, em đi gặp anh sau. Đa tạ. Thằng nhỏ về á, tôi dắt nó tới tạ tội với ông liền. Dạ em nghe. Trần Tùng tin tức ngôi sao hả? Thái Huy nè, hôm trước cậu nói có chuyện muốn trao đổi với tôi, vậy bây giờ gặp luôn có được không? Dạ, em đang chờ lấy tin bên sân khấu của anh Quốc Minh nè anh. Hết chương trình này em sẽ chạy qua anh. Ok, gặp nhau ở cà phê Country House đi nghe. Vậy ha, gặp tôi xong rồi mới đẩy tin đi nghe. Dạ em biết rồi, chào anh. Hiếm có phóng viên nào tận tụy như cậu. Uống nước đi. Dạ, cảm ơn anh. Em chỉ khoái phục vụ cho ông anh thôi. Ông anh là người hảo tâm nhất làng showbiz này mà. Không ghi âm. Dạ. Trước mắt cậu bổ sung thêm cho tôi thông tin vào chương trình của Bầu Trời của Quốc Minh. Dạ. Nội dung thông tin là như thế này. Đặc biệt trong đêm hội tụ các sao này, MF sẽ góp mặt bởi một ca sĩ mới toanh chưa từng xuất hiện trên sân khấu Việt Nam. Nhưng tới sát giờ biểu diễn thì ban tổ chức nhận được thông báo là ca sĩ này đang kẹt tại một show ghi hình của Hàn Quốc nên không thể tham gia chương trình được. Cậu ghi kịp chứ? Dạ, dạ, dạ. Cho tới nay thì mọi người vẫn bán tính bán nghi, không hiểu rằng đây có phải là chiêu mới của Thái Huy muốn gây scandal để quay mọi người trở lại với những hoạt động của MF sau gần một năm im hơi lặng tiếng hay không? Điện thoại Thái Huy thì không liên lạc được. Tìm kiếm thông tin về ca sĩ thì hoàn toàn vô vọng. Thậm chí một tấm hình của anh chàng này cũng không có. Ghi kịp chứ? Dạ. Với yêu thích những tin tức giật gân thì dự đoán rằng nếu nhân vật này có thật thì năm sau sẽ là một năm có rất nhiều điều để nói về MF. Dạ. Điện thoại của cậu. Alo. Alo, việc chuẩn bị chụp hình mẫu cho Dương Thế Linh tới đâu rồi? Dạ, em đang chuẩn bị anh. Tốt, khi nào chụp nhớ nhắc tôi nghe. Dạ. Tôi sẽ giám sát chuyện này. Dạ, em biết rồi anh. Ok.
Dạ, cho hỏi có phải tạp chí Mối Tìm Cuộc Sống không ạ? Dạ phải anh. Cho tôi xin gặp nhà báo Thiện Hùng ạ. Dạ được, anh chờ chút xíu. Dạ. À, ông Hùng. Thái Quy nè. Lâu quá không thấy ông ghé chỗ tôi chơi. Có chuyện gì không anh? Có việc nhà ông đây. Tôi muốn lăng xê một đệ tử ở bên ngành thời trang. Hình ảnh có đầy đủ hết rồi. Tôi muốn trải đều trên các báo, tạp chí dành cho tuổi teen, kéo dài trong vòng một tháng. Những gì tôi cần nói thì tôi sẽ gửi mail cho ông kèm theo hình ảnh ha. Giá hơi cao hơn chút xíu nha. Tùy. Có thể nâng lên một chút, tôi chịu được mà. Ok, gặp nhau sau ha. Alo, chị Khanh đây em. Em có thể giúp chị tìm hiểu về một cậu bé mà đang được giới trẻ ưa chuộng trong thời gian gần đây không? Ai vậy chị? Chị có thể cho em biết chi tiết hơn được không chị? Cậu ta đang có biệt danh là Hoàng tử bí mật. Hình như là cậu nhóc này là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng không biết là của công ty nào thôi. Chị muốn tiếp cận với người này. Nếu mà người này có thiên hướng ca hát thì chị sẽ tìm cách ký hợp đồng độc quyền. Kỳ trước Thái Quy cũng đi với một cậu nhỏ. Chị hơi nghi ngờ, không biết có phải là người của thằng cha này không. Dạ, để em tìm cho. Ok em. Thanh nè, hàng ngày giờ này sao rồi? Anh có thường gặp cô ấy không? Không, lâu rồi không gặp cô ấy. Sao, cô muốn đòi sức dài dòng với mình không? Ok. Ừ. Xin chào quý vị, những nhà báo thân hữu. Công ty của chúng tôi đã dời về địa điểm này một thời gian. Hôm nay nhân buổi họp báo, tôi cũng xin giới thiệu, đây sẽ là trụ sở chính của công ty MF. Kể từ hôm nay, mọi giao dịch xin được liên hệ tại địa chỉ này.
Tôi thấy mình vẫn còn rất nặng nợ với sân khấu ca nhạc. Chính vì vậy mà tôi mới có cơ hội gặp gỡ các anh chị ngày hôm nay. Tôi thừa nhận sự kết thúc hợp tác với ca sĩ Hoàng Minh đã làm cho các hoạt động biểu diễn của MF chững lại. Nhưng cũng chính vì sự kết thúc đó đã tạo nên một cơ hội để tôi tìm được cho MF một hình tượng mới. Trong nghệ thuật thì sự mới mẻ và đột phá bao giờ cũng là ưu điểm. Tôi có thể tự tin nói rằng hiện nay công ty MF của chúng tôi đang có ưu điểm đó. Và bây giờ, để đi vào tâm điểm của buổi họp báo hôm nay, MF sẽ được giới thiệu đến quý vị hình tượng mới, ngôi sao mới của mình. Xin giới thiệu ngôi sao tương lai của MF, nam ca sĩ Dương Thái Linh. Chào Khanh.